Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Ngân xin quý vị và anh chị em lắng động tâm hồn cùng suy niệm lời Chúa với Linh Mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay thứ Hai 31 tháng 10, tuần 31 quanh năm, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa nói với thủ lãnh của các người biệt phái đã mời người rằng, khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông. Vì chưng khi người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn. Suy niệm, mời người không nên mời. Một trong những cái hình ảnh mà Thánh Kinh dùng để nói về nước Thiên Chúa, đó là bữa tiệc. Các sách cách ngôn đã mô tả bữa tiệc của đấng khôn ngoan như một giá trị cứu rỗi. Và ngôn sứ Isaiah cũng nói đến một bữa tiệc Thiên Chúa đã dọn cho dân của Ngài khi Chúa cứu thế đến. Tất cả mọi người đều được mời đến để dự, không phân biệt. Đó cũng là bữa tiệc mà Chúa Giêsu dùng để nói về vương quốc của Ngài. Bàn tiệc nước trời vẫn được dọn và khách được mời hôm nay không ai khác ngoài là mỗi người chúng ta. Bí tích rửa tội là tấm thiệp cho phép chúng ta tham dự bàn tiệc này. Nhưng khi giờ đã đến, chúng ta lại để mình bị lôi cuốn bởi những của cải vật chất, bởi thú vui trần thế mà bỏ qua lời mời đến tham dự bàn tiệc thánh. Thiên Chúa vẫn mời và chờ đợi chúng ta. Ước gì chúng ta hiểu được giá trị của bữa tiệc Ngài dọn sẵn cho chúng ta mỗi ngày, để với tất cả tấm lòng yêu mến chúng ta tham dự, ngõ hầu chúng ta được mạnh sức tiến tới bàn tiệc vĩnh cửu trên thiên quốc. Tin mừng hôm nay, Chúa cũng nói chúng ta hãy mừng những người nghèo khổ, tàn tật, què quặt, đuôi mù, họ không có gì để đáp lễ. Và như thế, chúng ta mới thật có phúc, bởi vì chúng ta sẽ được đáp lễ trong ngày chúng ta sống lại. Khi mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đuôi mù, chắc chắn chủ tiệc không những không được đáp lễ sau này, mà lúc này phải chấp nhận bao nhiêu phiền phức với những thực khách không nên mời. Như thế, không chừng bữa tiệc sẽ bị bể vì sự hiện diện của họ. Sự thường, bánh ít trao đi thì bánh chỉ trao lại. Chúa Giêsu đề nghị một cách tính toán khác, hay đúng hơn, đừng tính toán chi cả, hãy cho đi. Hãy ban phát theo tiếng gọi của một con tim rộng mở, nhằm đến phúc lộc của tha nhân, không ngại gian nan, không chờ đáp trả. Vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót, bao giờ Ngài cũng bù đắp lại những tấm bánh chỉ đầy đặn. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu xin cho chúng ta một tâm hồn đơn sơ, không biết đến phức tạp của ích kỷ, và tìm hiến dâng mà không đòi lại, một tâm hồn lặng lẽ hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến. Và xin phép lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành vào lại trên chúng ta luôn mãi. Cầu chúc ông bà anh chị em một tuần an vui. Chương trình
của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình tới. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.